Một năm cũng đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no. Như một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo năm mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an. Hoa đào thơm tươi, hoa mai đua màu, người người cầu may, an khang phúc lòng. Dù ở chốn xa nào, dù có khó khăn nào, trở về nơi trong yên tĩnh, ấm áp của gia đình. Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại quốc lộ 20 và khu vực chỗ này là khu vực làng Gia Kiệm quý vị. Và phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn, đây là nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn. Bữa nay kênh Đồng Nai Quê Tôi sẽ đi dạo một vòng cung đường quốc lộ 20, quay cập nhật không khí chuẩn bị Tết tại làng Gia Kiệm cho các bạn cùng theo dõi. Đây, trước màn hình quý các bạn, đây là nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn. Ngày hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2024, tức là còn khoảng hơn một tuần nữa thì sẽ đến Tết Nguyên Đán. Bữa nay thì cung đường chỗ quốc lộ 20 thì quý vị thấy là rất là vắng. Một số người họ đã đi về quê. Này kẹt xe này quý vị. Khu chỗ này là thuộc khu giáo xứ Võ Dõng. Ở đây có những cái cây thông màu trắng được trang đèn rất là đẹp quý vị. Vào Giáng sinh quý vị đi dọc con đường giáo xứ Võ Dõng và khu Gia Kiệm này thì ánh đèn lên rất là lung linh. Bữa nay được điểm thêm những cái bông hoa mai này. Đây có một cái chợ. Nhà thờ giáo xứ Võ Dõng thì nằm ở phía bên tay trái màn hình quý vị đây. Wow. Năm nay nhà thờ giáo xứ Võ Dõng trang trí cho dịp Tết bằng những cây hoa đào. Đường này mà đi vào buổi tối thì sẽ rất là đẹp. Dọc theo quốc lộ 20 này, khu làng Gia Kiệm thì có rất là nhiều nhà thờ quý vị. Đây có những cái xe chở hoa này. Làng Gia Kiệm còn biết đến với hai nghề trồng hoa ở các cái làng như là làng Phúc Nhạc và làng Gia Yên và Tân Yên. Phía bên tay trái màn hình quý vị, đây là nhà thờ giáo xứ Phát Hải. Đây có một cái chợ nhỏ này. Mấy ngày này thì xe chở hoa cúc từ khu bên trong Phúc Nhạc cũng như là từ Gia Yên, Tân Yên đi ra ngoài này rất là nhiều. Hoa
Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn, đây là nhà thờ giáo xứ Kim Thượng, quê hương của Đức cha Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Bữa nay thì nhà thờ cũng mới được sơn phớt lại một cái màu xanh. Mùa này những cái loại hoa rẻ rồi những cái hoa để trang trí Tết rất là đắt hàng quý vị. Nhà thờ phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn đây, đó chính là nhà thờ giáo xứ Phúc Nhạc. Đối diện nhà thờ giáo xứ Phúc Nhạc là chợ Phúc Nhạc. Chợ Phúc Nhạc nằm phía bên tay phải màn hình quý vị. Đây, quý vị thấy là không khí Tết đang về tại khu vực làng Gia Kiệm. Các cửa hàng họ đang bày những hoa mai rồi những cái đồ Tết ra để bán rất là nhiều. Đây là nhà thờ giáo xứ Gia Yên này quý vị, đang là xây dựng lại. Đường xá ngày hôm nay thì cũng không đông lắm quý vị. Đây các cái hoa treo họ treo để bán, đây những cái khu bán mai này quý vị này. Rồi các cái chỗ cây cảnh họ cũng đã bày hoa ra để bán rồi. Chỗ này phía bên tay phải màn hình các bạn là nhà thờ giáo xứ Bạch Lâm. Nhà thờ đá rất là cổ, nhìn rất là đẹp quý vị nè. Rất là cổ điển và nhìn rất là hay. Thì có bán các loại hoa giấy. Hoa giấy thì tại Bến Tre nổi tiếng với làng hoa Phú Sơn. Ở
Ông Chí Xuân đang về trên làng Hoa Gia Kiệm và cung đường quốc lộ 20 thuộc khu các giáo xứ Gia Kiệm. Chỗ này có một số cái tiệm cây cảnh họ bày hoa ra bán này. Hoa giấy cũng rất là nhiều người chuộng cái hoa giấy để trưng, nó bền và nó đủ màu sắc cũng đẹp quý vị. Này có giáo họ Biệt Lập Đức Tâm. Đây có một số cây mai rất là lớn rồi quý vị nè, đã được bứt lá. Này là đường đi vào giáo xứ Đức Huy. Bên tay phải màn hình quý vị là nhà thờ giáo xứ Đức Long, là hướng đi vào chỗ này nè. Và đối diện là nhà thờ giáo xứ Chốc Mơ. Đây là khu bên trong nhà thờ giáo xứ Giấc Mơ này quý vị. Đây có một cái chợ Giấc Mơ phía bên tay trái đây. Đây chúng ta có thể thấy ở đây có một cái vựa dưa hấu rất là lớn. Ngoài ra có cả vựa dừa Linh, Sỉ và Lẻ, dừa đặc sản Bến Tre. Khuyến mãi thêm rau má, đậu xanh nữa. Đây loại dừa cóc này rất là ngọt rồi quý vị. Có cả rau câu dừa nữa nha quý vị. Đây là dừa tròn nhìn ngon chưa nào quý vị nè.
Cái này họ mài bằng máy. Vựa dừa bên đây. Có nước mía này em hả? Ở đây mình có bán nước mía nữa hả? Ở đây còn kiêm cả nước mía nữa nè quý vị. Mọi người ở xa quê hương mà nhìn thấy cái xe nước mía này thì rất là nhớ nè. Hồi xưa thì có một cái bánh vòng tròn á, mình xoay. Bây giờ nó xoay bằng cái máy như vậy, nó ép luôn quý vị nè. Và đến đây kênh Đồng Nai Quê Tôi xin dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.